ai ta không làm được. Cầm tay một gói mấy thằng anh em ta tới và còn hết lên trên bàn cửa. Từ lời ra dối từ mấy cái môn thôi chúng mà dẫn tao đi nhầm đường. Thằng homie mới từ pha đi lên lớp mà tao còn thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cố gắng kiếm cho mình phần thưởng. Một chiếc nhà mặt đường, hai lệnh dễ ở dưới gầm giường. Phòng quân nong là thằng bút chân trường. Vì còn mấy con bị cần lừa, còn mấy vẫn đang viết gần thuộc. Ra sân đưa chân úp mù, lôi đàn ninh chút su. Từ mẫu giáo lên lớp tư, anh đã hót như chim cúc cu. Đâu ra mẹ bà mang như xúc tu, muốn gì gửi anh bức thư. Một feedback đều bốc tu, một feedback đều bốc tu.